này là cái bài rất quan trọng. Lý do là vì sao? Lý do là khi mà tụi em khám bất kỳ một bệnh nhân nào đó thì tụi em cái điểm giá toàn cảnh bệnh nhân nó cũng rất là quan trọng. Tụi em làm mà bệnh án nội khoa, cái chuyện khám toàn cảnh đó mình phải đánh giá. Khám bệnh nhân ngoại khoa thì đánh giá toàn cảnh mình cũng cần phải khám. Cho nên đó là mình sẽ cái chuyện khám toàn cảnh là cái chuyện lúc nào mình cũng cần phải để ý đó. Thì về các cái kỹ năng mà khám riêng rẽ đó thì mình sẽ có các kỹ năng. Trong cái bài khám toàn cảnh trong sách mấy bạn đó, các bạn có sách hết chưa? Tôi sách kỹ năng có chưa? Một số đứa có sách ô tô. Giáo trình kỹ năng y khoa đúng không? Kỹ năng cơ bản đúng không? Đó, mình có một sách đó, trong sách giáo trình đó thì chúng ta có cái phần là khám về về sinh hiệu. Nhưng mà mình có một cái bài là các kỹ thuật sinh đo sinh hiệu á, riêng cho nên là cái bài khám toàn cảnh này là không có đề cập phần đó nha. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ cái phần khám toàn cảnh nó có 4 phần nha. Có 4 phần. Phần đầu tiên là cái cách tư thế khám. Phần thứ hai á là đánh giá cơ thể. Phần thứ ba là khám da niêm và cuối cùng là khám thận. Các tư thế khám á. Rồi chúng ta sẽ đi tập đầu tiên nha. Đầu tiên là cái tư thế khám bệnh. Cái tư thế khám bệnh này trong sách giáo khoa của các bạn đó là nó có vẽ các hình mô tả cái tư thế khám bệnh và liên quan đến từng cái chuyên ngành khác nhau á, thì mình sẽ có thể có các tư thế khám bệnh khác nhau. Ví dụ như sản phụ khoa mình có kiểu khám, có cái tư thế khám khác. Bệnh nhân cần được khám bụng mình có tư thế khám khác. Bệnh nhân cần được khám tuyến giáp ha, mình có một cái kiểu khám khác. Cho nên là mỗi một cái kiểu khám mình sẽ kiểu khác nhau. Nguyên tắc chung của cái chuyện mà chọn tư thế khám bệnh đó là làm sao cho mình thuận tiện nhất cho cái chuyện khám bệnh của mình. Nha, đó là nguyên tắc chung. Có khi nào các bạn nghe nè, có khi nào các bạn kêu một bệnh nhân nằm sấp chống mông lên trời xong các bạn khám tuyến giáp không? Được không? Hoặc là với tư thế đó bạn khám bụng không? Không đúng không? Đâu khám được vậy. Hoặc là có một bệnh khi mà mình khám tuyến giáp đó thì có hai cái tư thế khám mà thường thường đó là bệnh nhân đều ngồi hết. Mình thể mình đứng phía trước bệnh nhân mình khám, có thể mình đứng phía sau thì mình khám. À, nhưng mà thường thường là bệnh nhân đều ngồi hết. Chứ nằm á, cái cổ nó hơi gặp cái nhìn rất là khó khám. Cho nên đó là khi hoặc là bệnh nhân đứng, khi nào bạn khám sản á, bạn biết cổ tử cung mở bao nhiêu cm á, bạn kêu như đứng sao khám được. Cho nên đó là về mặt nguyên tắc là mình sẽ lựa chọn cái tư thế nào cho phù hợp nhất với lại cái chuyện mình khám. Và nhớ là khi nguyên tắc đầu tiên nha, là chọn tư thế cho sao cho mình khám cái cơ quan đó cách dễ nhất. Và nguyên tắc thứ hai là mình cần phải bộc lộ cái vùng khám ra một cách phù hợp nha. Vùng nào mình cần khám rất kỹ lưỡng mình bộc lộ vùng đó ra, không có gì phải ngại hết. Những vùng còn lại mình che chắn cho bệnh nhân nha. Cái điều đó là nguyên tắc quan trọng đó. Trước khi mình khám bệnh đó là mình sẽ giải thích cái chuyện của mình khám là như thế nào ha. Hôm nay là tôi cần khám bụng cho bác. Bụng bác đang nghi có một cái gan lớn ha, thì cần mình khám cái bụng. Thì khi mà khám đó, tôi sẽ nhìn cái bụng của bác. Xong rồi có thể là tôi sẽ dùng cái đầu ngón tay của cái bàn tay đó sờ trên cái bụng của bác. Đó, nếu như mà có thấy đau có chuyện gì bác nó sẽ biết. Rồi tôi có thể là dùng cái đầu ngón tay tôi gõ lên bụng của bác. Nên cái động tác này thì nó sẽ không có gây đau gì nhiều hết. Đó. Tức là trước khi mình khám mình phải thông báo cho bệnh nhân biết là mình làm cái gì và mình xin phép bệnh nhân nói rõ trình tự đó ra để cho người ta hình dung được trước, phải là tự nhiên mình khám liền nó sẽ không có nó sẽ không có được. Hiện nay đó thì cái việc mà khám bệnh cái chuyện tôn trọng của bệnh nhân rất quan trọng ha. Mình cần phải nói cho bệnh nhân biết là mình sẽ làm cái gì trên cơ thể của họ trước để gạt được sự đồng thuận đó, xong rồi mình mới biết làm. Thì khi mình khám đó, mình không cần ngại gì hết, mình bộc lộ cái vùng cần khám ra ha. Ví dụ như là mình khám ngực, khám cái vú, khám sản phụ khoa, tất cả những cái chuyện mà mình khám á, mặc dù là có thể là nó nhạy cảm nhưng mà mình làm những cái y khoa thì không có gì hết, mình cứ bộc lộ ra một cách gọi là rõ ràng để cho mình thấy được mình khám. Còn cái phần khác thì không cần mình phải che chắn lại. À, các bạn thấy trong hình nó có các cái tư thế mà khám đó, thì mỗi một tư thế này nó có một liên quan đến cái phần khám khác nhau. Thì trong sách giáo khoa của mình có cái phần khám đó, các bạn có thể. Như vậy á, có hai cái nguyên tắc nha. Bạn tập lại các bạn nè. Một là mình lựa chọn tư thế khám sao cho là mình cái phần mà được khám cách dễ nhất. Và thứ hai
là mình có bộc lộ cái vùng mà mình khám ra sao cho chuyện mà mình khám nó một cách dễ dàng nhất, và khi mà còn lại chưa khám mình sẽ che chắn lại cho bệnh nhân. Trong sách giáo khoa của mình chỉ có ngưỡng cách
của trên thế giới thôi. Và khi áp dụng cho người châu Á thì nó không đúng. Cho nên là mấy bạn cần phải có cái slide này để mà khi đi thi thầy cô hỏi đó được các người châu Á thì các bạn biết nha. Rồi tiếp tục. Còn một chỉ số khác đánh giá được cơ thể là như thế nào ạ? Là chỉ số eo trên mông. Dễ hiểu thôi, thì mình lấy cái thước mình đo cái điểm nhỏ nhất của cái eo của mình và cái điểm lớn nhất của cái mông của mình chia ra thôi nha. Này cũng dễ hiểu hơn, chỉ khó hiểu hết. Nhưng á, có một điều là gì? Cái này nó rất là khó thực hành trong thực tế. Bởi vì sao? Bởi vì nó đòi hỏi á, là khi mà đo bụng phải là tự nhiên, không phình to, không thấp bụng. Cái này hơi khó. Nhiều khi vô đo thì khi ta muốn phình, muốn thấp, đâu phải nào được hiểu được, hơi đâu biết được cái nào là chính xác, đúng không? Rồi cái thứ hai á, là người ta yêu cầu là cái này phải đo trực tiếp trên bề mặt da, không đo trong quần áo thì hơi khó. Một bệnh nhân vô mình than là tôi bị đau đầu quá, đầu mình muốn biết chuyện ta mập hay ốm hay gầy gì đó, cái mình đo chỉ số eo trên mông phát người ta cởi đồ từ trên xuống dưới hết thì mình đo cái chỉ số này không hợp lý. Cho nên á, cái chỉ số này á, thường á chỉ thực hiện á, trong một số tình huống sau. Một, đối với nữ á, là thi hoa hậu à, thi hoa hậu ta mới đo đúng cái này thôi, eo mông gì đó mới đo, chứ còn bình thường đâu có đo ai đi đo này chi. Đối với nam á thì đi khám ví dụ quân sự hoặc là trong nghiên cứu, chứ còn bình thường thì người ta rất ít làm này nha. Ở trên bảng nó có một số các cái chỉ số eo trên mông, mình thấy rằng là nếu như mà cái eo nó càng nhỏ ha, cái mông nó càng to thì cái chỉ số này nó càng nhỏ đó, thì có vẻ như là cái tình trạng bệnh tật ít hơn đó. Thì mình có cái kinh nghiệm tương cách của nam và nữ đối với mỗi giác người khác nhau, dẫn đến cái mức độ nguy hiểm sức khỏe khác nhau nha. Rồi bây giờ mình qua cái phần tiếp theo. Cái phần này là phần trọng tâm chính của bài, là khám da, niêm lông, tóc móng và coi mình có phù hay không nha. Rồi đầu tiên là khám da niêm. Khám da niêm thì việc đánh giá toàn thể và khuôn túi với tổn thương nha, bao gồm cái việc hỏi bệnh sử, nếu như phát hiện bất thường trong quá trình khám hoặc là triệu chứng thể năng của bệnh nhân. Cái câu này bạn đọc bạn hiểu sao? Ví dụ như em đọc cái câu số 2, cái câu số 2 đó bắt đầu chỉ đậm đậm đó, đọc lên em hiểu sao nói này nghe. Không, để thầy hỏi thì cho dễ nha. Một bệnh nhân nam 64 tuổi đến khám với em bị đau đầu. Trong bệnh sử của em có hỏi gì da bệnh nhân không? Vì bạn không có nhìn kỹ cái giọng của thầy. Rồi, đó hỏi bạn của bạn tiếp theo. Rồi em đi. Thank you.
tôi cũng khá bị đau đầu mà. Họ thuốc điều trị lên men không chí. Tôi xài thuốc đó 10 năm rồi đó. Các bạn thấy không? Vậy là gì? Vậy là gì? Tại vì bạn không có đọc cái câu của thầy mà sẽ kiểm rất kỹ lưỡng. Bao gồm căn bệnh lịch sử. Nếu phát hiện bất thường trong quá trình khám, tức là nếu như mình khám bệnh nhân mình thấy có một cái nốt, cái nốt này không phải nốt ruồi bình thường mà là cái nốt nó gồ cứng lên và nó đang nghi ngờ cái nốt đó ung thư, mình phải hỏi bệnh sử ca đó, cái nốt đó bệnh nhân đến khám mình bị đau đầu nhưng mà mình thấy cái nốt này nó bất thường lắm, mình sợ nó là cái nốt ung thư, cho nên phải hỏi bệnh nhân. Bạn hiểu không? Hỏi là cái nốt này ở nó lớn ra từ hồi nào, nó gồ hay không, đó như nó chảy tiết dịch gì hay không. Hoặc trường hợp thứ hai là nó là triệu chứng cơ năng của bệnh nhân cần khám. Ví dụ bệnh nhân đến khám với bệnh nhân nói là tôi có một cái nốt rất bất thường ở vùng cái tay, nào bệnh nhân muốn khám gì đó thì mình phải hỏi bệnh sử như cái đó, chứ không tự nhiên mình hỏi bệnh sử như cái da bệnh nhân là trước giờ bác có bị lan men tràn thắt vào nó ung thư không, hỏi như đó chi á. Bạn hiểu không? Rồi tiếp nào, bây giờ khám da đó thì tụi phải đủ ánh sáng và có thể cần đủ hỗ trợ. Mình đã thấy là trong cái cuốn sách của bài Guy Physical Physical Examination đó, thì cái thing đó là người ta có một cái dụng cụ ha, đây là cái dụng cụ là chuyên của bác sĩ da liễu ha, để người ta khám da bệnh nhân. Thì nếu như là mình là chuyên á thì mình có cái dụng cụ này, không có thôi mình giờ bình thường nha. Rồi có những dụng cụ để mà người ta xem là có cái móng nó bất thường hay không, hay kính lúp á. Rồi khám niêm cũng vậy ha, phải đủ ánh sáng, quan sát cái niêm mạc mắt rồi dưới lưỡi. Rồi đây là những bất thường mà bệnh nhân có thể có. Khám da và niêm á, khám nhất là khám da đó, nó có thể nó nhận là những tổn thương khu trú hoặc nó là những cái tổn thương toàn bộ ở da. Ha, nếu như mình nói là tổn thương bộ da là mình phải khám toàn bộ cái vùng da cơ thể từ đầu tới chân luôn đó mình mới sẽ phát hiện được. Còn nếu như mà nó khu trú thì nó chỉ một chỗ thôi. Ha, đây là trên bảng liệt kê một số bất thường toàn thể có thể gặp, bất thường khu trú có thể gặp. Tụi em có gì tụi em coi thêm trong sách giáo khoa của mình nha. Trên hình đó mô tả cho em một cái bệnh nhân có cái kiểu là khám niêm, một cái kỹ thuật để khám niêm mạc mắt. Cái đó là gì? Đầu tiên là phải xin phép bệnh nhân trước. Tại vì nếu như mình không xin phép bệnh nhân á, vô mình kéo cái niêm mạc mắt ra bệnh nhân sẽ rất là khó chịu. Tại vì mắt nó rất nhạy cảm. Cho nên là khi mình xuống khám, mình muốn khám mắt cho bệnh nhân, mình phải xin phép bệnh nhân trước. Xong rồi mình sẽ kéo, dùng một ngón tay thôi ha, kéo nhẹ nhàng cái phần mi dưới của mắt ra, mình sẽ thấy được cái phần cục mạc mắt ở phía dưới. Thì trong một số cái bất thường ví dụ như niêm nhạc hoặc là bị vàng da niêm mình sẽ thấy được là cái bất rất là bất thường đó. Còn cái khác quan sát dù trên mặt lưỡi đó, bây giờ mấy bạn hãy quay qua các bạn bên cạnh rồi nói bạn bên cạnh ra, mở khẩu trang ra, sau đó là lè lưỡi ra, cong lưỡi lên, mình quan sát cái mặt lưỡi của bạn, của bạn mình đây. Rồi bạn làm thử đây. Quá quan trọng.
bài nói là khó khăn đó là bệnh nhân sợ moi miệng. Thực ra đó là cái đó là khó khăn của mình, nếu mình đeo khẩu trang đó thì đó không phải là vấn đề. Vấn đề là chị bạn biết không? Thứ nhất, thầy nói bạn nghe nè, cái chuyện mà khám kỹ năng y khoa rất quan trọng. Nếu như sau này mình những cái chuyện mà nhỏ nhặt như vậy đó mình không có làm được tới nơi tới chốn đó, thì mình nghĩ rằng những chuyện nào mà lớn lao hơn mình có thể làm được tốt không? Cho nên là nếu như mà mình không có làm được tốt những cái chuyện nhỏ xong rồi đó, thì mình những cái chuyện lớn lao hơn á, đôi khi nó sẽ rất là khó khăn, mình không hình dung được. Cho nên là tất cả mọi chuyện dù nhỏ đến lớn á, thì mình đều phải rất là chỉnh chu những chuyện đó mới được. Thì nếu mình là bác sĩ á, thì mình càng phải chỉnh chu hơn trong những cái chuyện đó. Bạn đừng nghĩ những cái chuyện mà khám này nó không quan trọng đâu nha. Đôi khi á, những cái người mà người ta chỉ cái kỹ năng y khoa người ta giỏi, người ta có thể phát hiện ra những cái bệnh lý mà giúp cho bệnh nhân được rất là nhiều á, không cần đợi cái xét nghiệm cận lâm sàng. Và đôi khi á, nếu mình giỏi mình có thể giúp cho người nhà của mình cũng rất là nhiều ha. Người nhà mình trông cậy mình là một bác sĩ giỏi hay là trông cậy mình là bác sĩ dở? Các bạn, các bạn nghĩ các bạn muốn sao làm bác sĩ giỏi bác sĩ dở? Rồi nghe nè, có hai cái khó khăn khi mà khám ha. Đầu tiên á là cái vùng miệng nó khá là tối. Các bạn biết rằng là cái niêm á là cần cái độ ánh sáng, cái niêm mắt rất là dễ tại vì nó nằm ở phía ngoài, nhưng mà niêm mạc ở đáy lưỡi rất là khó. Bạn thấy là khi mà đáy lưỡi trong tình huống này nè, nó rất là sáng và đẹp, nhưng mà đó là nhờ cái đèn nó chiếu vô á. Chứ nếu như mình khám một niêm mạc lưỡi bình thường á, đôi khi là mình sẽ không thấy được. À cho nên đó là khi mình khám đó mình phải chú ý lên vùng nó có đủ ánh sáng, còn thôi mình có đèn chiếu vô thì mình mới thấy được. Và cái đèn đó là đèn ánh sáng trắng, được chưa? Đó là điều khó khăn thứ nhất. Điều khó khăn thứ hai á là đôi khi một số bệnh nhân không cong lưỡi lên được. Kêu họ cong lưỡi lên, không cong lưỡi lên được. Không thử, thầy nghĩ rằng là khi mà tụi em đi khám lâm sàng đó, tụi em thử kêu một vài bệnh nhân cong lưỡi lên thì chắc chắn rằng trong đó có một vài bệnh nhân là sẽ không cong lưỡi lên được như thế này. À, kêu nhân cong lưỡi lên, nhân không biết làm sao hết, bệnh nhân cứ lè lưỡi ra ngoài. Đó là điều khó khăn khám thứ hai. Giờ mình làm sao mình khám được? Rồi câu hỏi đó để dành thi mình sẽ trả lời. Rồi khi nào bạn đi học kỹ năng y khoa đó ha, các bạn sẽ hỏi cái người mà huấn luyện kỹ năng các bạn á, chỉ cho bạn những khó khăn vậy. Rồi tiếp tục nha. Bây giờ khám niêm, cái hình ảnh bị mất rồi. Đây là hình ảnh giới thiệu một số cái thợ khám niêm nhẹ. Bạn nhớ nè, khi đi thi á thầy đã dạy rất là kỹ trên giảng đường mà biết sao vô thi cũng hơi vô biết. Thế là khám niêm nhẹ, khám ở những vị trí nào? Kêu thầy đi thi là gì? Thầy đi thi là thầy kêu một đứa lên, sau đó kêu khám niêm coi bệnh nhân có thiếu máu hay không, thì phải biết vị trí 1, 2, 3, 4 vị trí vậy. Thì mới có điểm nha. Còn hồi rớt á, cái này không thầy đã đã từng cho thi kỹ năng mà bị rớt á, cho nên là mấy bạn phải nhớ là tập trung đi mà nghe giảng với lại chú ý á. Chúng thôi bị rớt thi này thì lại không công đó, mà thầy cũng phải đi học thi lại luôn nha. Cho nên là phải chú ý. Rồi đây là các vị trí khi mình khám niêm nhẹt coi bệnh nhân có thiếu máu hay không nha. Rồi tím á, bệnh nhân bị tím thì nó sẽ có hai cái biểu hiện của tím. Một là tím ở trung ương, hai là tím ở ngoài biên. Cho nên đó là mình phải xem là tím bệnh nhân là tím ở đâu. Tím ngoài biên hay tím trung ương gì nó đều biểu hiện ở đầu ngón tay hay là bàn tay bàn chân đều có hết. Nhưng mà khác biệt một cái chỗ á là tím trung ương nó sẽ có tím môi và tím niêm mạc lưỡi nè. Ha, nó sẽ có luôn. Đây là tím trung ương và đây là tím ngoài biên. Tím trung ương cũng có tím ở ngoài tay nha các bạn. Rồi đây là hình ảnh của chị mà tăng sắc tố da. Tăng sắc tố da đó hay là nạp sạm da đó, nó có thể biểu hiện khu trú hoặc là biểu hiện toàn thân ha. Rồi đây là các biểu hiện khác, ví dụ như là bệnh bạch biến hoặc là nấm kẽ nón. Đây là các cái tổn thương thói gồ đơn độc. Trong slide thầy sẽ gửi cho các em á, thì nó sẽ có một số các biểu hiện của hình trạng ác tính hoặc là lành tính, mình cần phải biết. Thứ hai là các cái tổn thương da vùng tăng hoặc là giảm sắc tố. Thực ra đó cái này là một số nên chồng lớn qua cái bệnh lý ở da liễu. Thực ra thầy cũng không có bắt buộc tụi em phải nhớ hết những cái này làm gì. Quan trọng là tụi em phải biết cho thầy biết là các kỹ năng khám của da là như thế nào, đang quan sát là như thế nào,
biết được là bệnh nhân bị thiếu máu, mình khám làm sao. Tại vì sao? Tại vì đó là những kỹ năng y khoa rất cơ bản. Không chỉ mà phân biệt bệnh lý ung thư hay không ung thư á, thực ra là cái này là bệnh lý của da liễu á, mình không cần phải nắm được hết cái chuyện đó làm gì. Nhưng mà cần phải biết rằng là cái tổn thương nó có thể là ung trú hoặc là tổn thương hoặc là lan tỏa, thì những cái bệnh lý nào cũng có thể là ung trú hoặc lan tỏa, các bạn cần phải biết. Rồi đây là nam móng, tình hình cung cấp một số trên slide đó cho các em thấy một số cái kiểu móng. À, khi đi thi á, thầy kêu tụi em cắm móng, nhưng mà tụi em phải mô tả cho thầy biết được là một cái móng series nó là sao, như là như thế nào, à, móng fitting là sao và móng fixer là sao. Rồi đầu tiên á, tụi em thấy á, là móng series á, là cái phần mà phần móng của bệnh nhân á, cái đầu móng của bệnh nhân nó sẽ hơi bị cong tróc ra ngoài, nó không dính sát liền như một cái móng bình thường, mà nó sẽ có cái phần mà đầu móng á bong ra ngoài, móng nó rắn. À, móng fitting á là phía trên móng á nó không có phẳng như bình thường, mà có những cái chấm, có những cái chấm lợm vô phía trong vậy đó. À, móng fitting, móng fitter. Rồi đây là những cái dấu hiệu, ví dụ như là squanex. Squanex là gì? Bệnh nhân cái vùng mà cái khớp vòng tay của bệnh nhân á có cái dây chằng gấp. À, khi mà cái dây chằng gấp á, khi dây chằng gấp nó bị viêm, à, thì nó gây ra nó to kéo cái vùng cái đầu vòng tay của bệnh nhân lại, làm cho bệnh nhân ngón tay bệnh nhân không có duỗi ra được. Rồi tiếp theo đó, mình sẽ khám hai cái dấu hiệu quan trọng trên da, đó là khám dấu mất nước và khám phù. À, dấu mất nước thì đơn giản là dấu mất nước đó, thì mình coi dấu béo da. Dấu béo da này, các bạn nhìn nè, bây giờ các bạn lấy tay á, bạn thử béo da mình lên rồi buông ra, bạn sẽ thấy rằng là cái hình dạng của cái da của cái bàn tay của mình đó, nó sẽ trở về bình thường ngay lập tức, bạn thấy không, nó trở về bình thường ngay lập tức, không để là dấu vết. Nhưng mà trong một người bị mất nước nặng á, bạn sẽ thấy rằng nó khác biệt lắm. Bạn buông ra rồi nó vẫn còn lại là một vết hằn nè, thấy không? Trong tình huống này là bệnh nhân đã bị mất nước rất là nặng nha. Nếu như mình cảm lâm sàng bệnh nhân là có tiêu chảy, có nôn ói gì đó, hoặc thì mình nghĩ rằng là bệnh nhân này bị mất nước rất là nặng. Dấu nhấp nháy đầu ngón tay á, tương tự như vậy. Các bạn lấy thử cái tay ngón, cái đầu ngón tay của mình, bạn đè lên cái vùng móng, sau đó bạn buông ra, thì thấy gần như là cái màu hồng của cái đầu ngón tay á, cái móng tay nó trở về bình thường ngay lập tức. Nhưng mà trong trường hợp mà bệnh nhân bị thiếu máu á, thì mình thấy rằng là cái màu hồng đó nó sẽ trở về rất là chậm, sau khoảng 2 đến 3 giây. À, đó thì trong cái trường hợp đó thì mình biết rằng là bệnh nhân bị thiếu máu rất là nặng nề. Rồi bây giờ khám phù. À, khám phù thì mình sẽ đè lên cái vùng, thường thường á là bệnh nhân sẽ có phù toàn thân, phù khu trú. Phù toàn thân là nó sẽ biểu hiện ra đâu, bạn nào nói thì nghe khác biệt của phù toàn thân, phù khu trú này. Nên nó cũng dễ, là phù khu trú là phù có chỗ, còn toàn thân bị lớn, đúng không? À, nhưng mà đôi khi á, nó không biểu hiện ra toàn bộ hết trong cơ thể. Định nghĩa của phù mà toàn thân á là ở hai bên trái phải đều bị phù, và trên dưới cũng bị phù hoặc tràn dịch. Thầy nói ví dụ nha, một bệnh nhân có phù hai cái chân của mình, hai bàn chân thôi, chứ không cần lên tới cả chân, hai bàn chân thôi, nhưng đồng thời kèm theo tràn dịch màng phổi hoặc tràn dịch màng mủ, thì mình cũng nói là bệnh nhân bị phù toàn thân. Một bệnh nhân phù hai cái bàn chân của mình, không cần phù lên cái cản chân, kèm với lại phù mi mắt hai bên, thì mình cũng nói bệnh nhân bị phù toàn thân, không cần phù ở hai cái tay hay là tràn dịch màng phổi hay là lên tới cản chân gì hết. Bạn hiểu thầy nói không? Phù toàn thân thì nghĩa là gì đó. Rồi bây giờ phù á thì nó có ấn lợp trước xương chài á, trên cái vùng xương chài của mình á, bạn sờ thử trên ngay phía trước xương chài của mình này, nó ngay phía dưới đó là một cái xương cứng ha. Khi mình sờ vô là mình cảm nhận được vùng xương cứng liền. Nhưng mà nếu như bệnh nhân bị phù á, mình ấn ngay trên vùng xương cứng đó, mình thấy buông ra, nó sẽ cái dấu lõm xuống ha. Thì dấu đó là dấu Goddard sign. Tương tự như vậy, các bạn khám trên mu bàn chân, bạn cũng sẽ thấy được chuyện đó nha.
còn phùng viên mắt. Phùng mắt là sao? Bình thường của mình á, các bạn hãy nhìn qua người cái bên á, kêu mình cái người cái bên á ngước nhìn lên chút xíu, và nó thấy rằng là cho dù á mắt nó có nhỏ đến cỡ nào thì nó cũng ít nhất là có một cái miếng. Có khi nào có ít nhất là một miếng, đâu khi nào không có miếng nào, đúng không? Bệnh nhân mà bị phù cái mắt á, là thường thường bệnh nhân sẽ không có miếng nào hết, toàn bộ bệnh nhân nguyên cái mắt bệnh nhân sẽ bị phù lên vậy nè. Rồi vậy là mình lướt qua, một là các cái tư thế khám, hai là đánh giá cơ thể, ba là khám da niêm mạc tông máu bao gồm cả khám phù và khám chống nước. Và tiếp theo mình đi tới cái phần khám hạch, phần cuối cùng. Thì khám hạch á, mình có các nhóm hạch ở rất là nhiều trên cơ thể của mình á, rất là nhiều hạch phân bố khắp hết trên cơ thể hết, tại vì nó là cái vùng trung lưu bạch huyết. Tuy nhiên á, một số cái nó khác biệt mà mình ở ngoài kia mình có thể sờ được, đó là vùng hạch ở đầu mặt cổ, hạch ở nách và hạch ở miệng ha. Cái vùng hạch đó mình có thể mình sờ được. Thì cách khám đó là mình dùng đầu ngón tay mình đặt nhẹ lên cái vùng hạch cần khám đó. Khi mình khám ở đầu cổ đó, mình kêu bệnh nhân hơi nghiêng qua cái bên đối diện để cho cái vùng đó mình dễ khám dễ hơn. Hơi nghiêng thôi, các bạn đừng nghiêng nhiều quá nó căng cái đó ra cũng khó khám lắm. Chút xíu sẽ có cái hình để cho các bạn thấy được là cái đó như thế nào. Và khi mình khám hạch đó, mình sờ thấy hạch đó thì mình không phải mô tả các cái đặc tính của vùng hạch mình khám được. Trên bạn có mô tả các đặc tính hình hạch và khám được đó, các bạn thấy bạn nhìn bạn chú ý cái phần đó. Rồi đây là cái hình của các cái hạch giống hạch của đầu cổ. Mỗi bạn học cái phần hạch của đầu cổ như thế nào, học phần giải phẫu này chưa? Rồi ở trên hình này cho chúng ta thấy được một số cái hạch vùng đầu mặt cổ mà chúng ta có thể sờ thấy được trên lâm sàng ha. Còn đây là cách khám hạch, đây là cách khám hạch, khám hạch ở vùng dưới hàm và dưới cằm nè. Đây là cách khám hạch ở cái vùng trên thượng đòn, khám hạch ở cái vùng trước mang tay. Dùng đầu ngón tay anh ta nhẹ lên cái vùng đó. Rồi xong, các bạn có hỏi gì không? Rồi nếu bạn có hỏi gì thì hỏi. Cái này bữa nay chúng ta học bài khám toàn trạng, bài này gồm có mấy phần? Mấy phần? Phần đầu tiên là gì các bạn? Các tư thế khám. Rồi hai nguyên tắc cơ bản của các tư thế khám là gì? Một là lựa chọn sao cho khám dễ nhất, và thứ hai là bộc lộ vùng cần khám và che chắn những vùng còn lại, được chưa? Phần thứ hai học là gì các bạn? Đánh giá cơ thể. Trong đánh giá cơ thể mình dùng chỉ số gì? BMI. Ngoài BMI ra mình dùng chỉ số gì nữa? LMO. BMI nó có hạn chế gì? Hạn chế của BMI là nó chỉ tính là bệnh nhân dựa trên cân nặng chung thôi, chứ không tính đến cái khối lượng mỡ hoặc cơ trong đó. Cho nên bệnh nhân có nhiều mỡ hay mỡ mình không biết được. Rồi phần thứ ba là khám da niêm mạc tông máu. Da niêm mạc tông máu của mình á, mình chú ý nè, hỏi bệnh sử khi nào trong hai trường hợp. Một đó là triệu chứng cơ năng bệnh nhân đến, hai mình phát hiện cái bất thường trong quá trình mình khám. Rồi khi mình khám á, nhớ chú ý là những cái tổn thương trên da và niêm á, nó có thể khu trú hoặc là toàn thể, có thể khu trú hoặc toàn thể, nhớ nha. Rồi các bạn phải nhớ cái chuyện mình khám vàng da là như thế nào, khám bệnh nhân thiếu máu là như thế nào, cái tổn thương mà khu trú á, thì nó có thể là những tổn thương gì, các tổn thương mà toàn thể có thể là những tổn thương gì, các bạn nhớ gì đó nha. Rồi tiếp tục, trong phần khám da niêm mạc tông máu nó còn thêm nữa, đó là cái phần khám phù và khám dấu béo da. Khám phù có dấu tên gì, dấu béo da thì mình khám trong trường hợp nào, khi nào bệnh nhân thiếu máu mình sẽ có được những tình huống gì. Mình khám đầu ngón tay dấu chấm nhé sau đó, bạn nhớ nha. Rồi tiếp tục là cái phần cuối cùng là phần khám hạch.
nấm hạch thì nó sẽ có các nhóm hạch ở vùng đầu mặt cổ, vùng nách và vùng bẹn. Vùng đầu mặt cổ đó, nó có các nhóm hạch nào mình có thể khai khám được, lúc đó các bạn phải mô tả vị trí ra. Khi mà khám thấy được cái hạch, mình phải mô tả những tính chất gì mà mình cũng phải mô tả ra, và nhớ chưa? Lớp trưởng đâu? Lớp trưởng. Có ở đây có mấy lớp? Hai lớp không? Rồi. Sư hai lớp trưởng là gặp thầy lấy bài. À, các bạn thấy không? Còn các bạn gì nữa hết?